lúa trên tấm thân em như lời thơ. Cho anh vội ngắm lời thơ, để cho anh lời ca tình yêu viết tặng Hà Phương. Gì là Cẩm Ly? Gì là Minh Tuyết? Bên kia chắc bằng Kiều. Ủa khoan 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 khoan, giữ nguyên vị trí, giữ nguyên hình. Tại sao ba người này kết bên mà sao ba kết bên kỳ vậy? Ủa gì vậy trời? Ba nhớ rõ ràng lắm, bữa con dặn ba là hãy dặn cái bên nào có cái răng sâu. Nè bên này ba có cái răng sâu nè đó. Nhớ không? Cái ba kết ba dặn bên này. Đúng rồi, làm sao mà sai được? Hôm bữa con có dặn ba như vậy. Đúng rồi. Vậy là ba gì làm sai không? Không làm cái gì mà sai hoài à. Trời ơi, khán giả người ta nhìn lên, người ta thấy ba gì làm đều nhau như vậy, người ta suy ra là ba gì làm đúng. À lại có mình ta sai à? Kỳ vậy, tự nhiên ta sai nhất trong cái đám đúng nhất là ta sai là sao? Ủa ta nói gì ta? Kỳ vậy. Thôi dẹp đi, tập tành gì nữa trơn. Lưu tô mày đặt hát cho sang vô múa mai quay cuồng, nãy xem chút té dập mặt rồi. Dẹp đi, không có làm gì nữa. Mày đó, mày lo chuẩn bị đi, chiều nay đi gặp má mày. Còn mày, người phụ nữ bự nhất Vịnh Bắc Bộ, chiều nay mày hát mở màn nghe chưa. Dẹp đi, không làm cái mới gì hết á, y như cũ. Tối nay thôi vô tao tụng kinh đây. Ôi ba chửi mệt ghê á. Mày chửi con. Ui, ba chửi năm ba chửi vậy thôi chứ ba thương mày lắm mày ơi. Thương năm mày lắm, đừng có lo nghe chưa. Chứ nè, bà mà không thương á là không bao giờ mà lụm mày về xong rồi cái nuôi mày được mười mấy năm trời vậy đâu con. Đúng rồi đó con, bà điên này bà nói đúng nè. Vậy? Tao tên Liên. Quên, bà tên Liên. Cái bà Liên này bà nói đúng nè. Bà Phượng đó, bà lụm con về mười mấy năm nay. Nhớ không, cái khoảng mà năm 2000 đó con. Hồi nào chị? Đây nè, chị nói cho hai em nghe. Cái khoảng mà cái thời cái bài gì nổi tiếng nè ta. À, cái bài mà anh giữ tình anh để em giữ tình em. Hoàng Cẩm Châu. À, đúng rồi, hát hai ba. Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Cái thỏa mà bông mới trổ bông mở. Tự nhiên lúc đó bà Phượng bà lượm về một đứa con nít, bà bắt là nuôi cho bằng được. Trời, chị Phượng, chị điên hả? Chị nghĩ làm sao vậy? Thân chị lo chưa xong, làm sao chị lo cho đứa nhỏ chứ? Đem nó vào trại mồ côi ngay. Mang vô chùa cũng được chị ạ. À, sau khi nói câu đó xong, con bé nó khóc tức tưởi. Mày khóc à? Tao giả một cái gì mày tính chứ? Mày đúng chứ? Con bé nó lại khóc. Tụi gì phải hay làm sao? Tụi gì phải hát? Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Tình anh giữ tình anh giữ tình em. Con số gì ra cơ cha con mấy con mấy gì ra. Cái nói nín, cái lúc đó ba dì mới quyết định nuôi ra mày đó. Thôi, ba dì đừng xạo với con. Nếu như mà bá Phượng thương con thiệt á, thì bá Phượng đâu đi kiếm má ruột con xong rồi cái trả con về cho người ta đâu. Nhỏ này mở miệng ra cái chính kịch liền luôn. Vô lấy quà cho nó. Ở đâu hả? Đây là một món quà mà ba dì cất công bỏ xuống, ba dì làm cho con. Đây là một món quà vô cùng quý giá. Ba dì phải dùng 7-7-49 ngày để có thể cắt mai, 100 ngày để đính hộp, một năm sau mới hoàn thành xong con ạ. Và đây là món quà mà ba dì dành cho con. Con ơi, chiếc đầm này quý lắm, chắc không có trên trần gian đâu. Bao đêm ba dì ngồi thưng trắng, cũng may nó ra cài đầm. Cảm ơn ba dì. Dì ơi. Sao?
sao con? Con xin phép nha, tối nay con bận cái đầm này nè, cho con ra con bán vé phụ gì nha. Cái gì? Không, không, con không được, con không được đi bán vé. Không, không, con nhất định đi bán vé. Không. Này, mày điên hả? Bước qua đây, hư hỏng, bước qua đây. Đã bị một lần rồi, lần trước lén bà Phượng đi ra ngoài đó bán vé, rồi cái tụi du côn du đảng nó dê mày. Tại sao? Tại nó giống con gái quá mà. Rồi cái thiệt. Chính vì mày là người con gái thiệt duy nhất trong cái đoàn này cho nên người ta dê mày. Mà người ta dê mày thì ba dì phải binh, mà ba dì binh thì đâm ra ba dì quýnh lộn, quýnh ta lỗ đầu. Hiểu chưa? Đó, bây giờ nè, cái nhiệm vụ của con á là con phải mặc cái đầm này để chi chiều nay má mày qua rước mày về, má mày thấy mặc cái đầm này má mày bỏ mày. Ủa gì kỳ vậy? Cái đầm này tao không dám mặc được, nó chi mày. Hiểu không? Cái đầm này mày mặc tôi đi rồi má mày nhìn mày mặc cái đầm này là tưởng mày như ba tụi tao mày, má mày cho mày ở lại. Yeah, tức sao? Thôi, cái gì cứ giỡn hoài à. Sao? Con thấy cái đầm này công phu quá trời luôn. May được cái đầm này là tốn biết bao nhiêu công sức phải không? Trời ơi, mấy năm trời đó con, 4-5 ngày. Với lại con thấy mấy gì ha, đẹp nè. Ừ. Hát cũng hay nè. Dạ. Múa cũng giỏi nữa. Bởi giờ nãy con dựng cái tiết mục hồi nãy thấy không? Để cho cái đoàn lô tô mình nó có cái tính gọi là cái tính nghệ thuật hơn. Cái gì? Dạ. Nghệ thuật. Trời đất ơi, con nghĩ làm sao vậy? Lô tô hội chợ mà đòi nghệ thuật. Khán giả người ta vô mua vé vô đây nè, ta coi gì? Ta coi cái gì đó thoải mái, vui vẻ, giải trí. Đúng rồi, nghệ thuật nhức đầu là không ai coi đâu, con hiểu không? Chuyện gì vậy? Hôm bữa ba dì hứa với con sao? Hứa với con là tập luyện đàng hoàng, xong rồi phụ con thuyết phục bác Phượng cho mình diễn cái tiết mục mới này nè. Rồi giờ vậy, giận luôn. Thôi, các dì sẽ dì con. Được rồi. Rồi gì? Trời ơi bà Phượng ơi, bà Phượng, mấy đứa dây sòm con làm hôm bữa kia nó quay lại kìa. Trời ơi, thải em ra, đừng động vào người em. Tránh cho sai, đừng phá ngay tôi, đừng có lắm. Em làm mơ. Nó nói cái gì không nghe được luôn á. Nói cái gì á. Nè, tụi kia, tao nói rồi nha, đụng vô tụi tao, tao đánh chết này nha. Đừng ăn hiếp nha, tao đánh chết à. Thôi đó nè. Lột cuốc ra quýt đi. Đi. Coi đi được, coi đi được thì đi luôn đi. Đi không, đi không, xong đi đánh lộn luôn đi. Đâu đứa nào qua đây đánh lộn, tao cầm đầu nó lên chính quyền. Đứa nào, xong thấy đứa nào trơn vậy? Bá sao bà con ghẹo quỷ mà mới sáng sớm ghẹo chọc à, giờ này mà còn lăng nhăng diễn ngoài này nữa. Không lo mà đi sửa soạn đi, 9 giờ sáng rồi không lo đi make up đi, 9 giờ tối diễn đó trời. Bá Phượng. Cái gì? Tự nhiên con thấy buồn quá. Con muốn chơi trò chơi. Chơi trò chơi hả? Chơi gì nè con? Chơi hát lô tô được không? Ờ trời đó, ngày nào cũng hát hết trơn. Nhưng mà có bá chơi mới vui. Vậy hả? Ý mày nói tao trò cười cho mày hả? Không có, ý nó nói là có bà nó vui hơn. Vậy thì được. Ủa hai câu đó giống nhau mà ta. Mọi người ơi, ra chơi trò chơi. Mọi người ơi, ra chơi trò chơi. Ra chơi trò chơi. Rồi, thế lại trò chơi như sao? Bây giờ mình hát cho lô tô nhưng mà khó hơn, mình hát theo chủ đề. Đúng. Bắt cái chủ đề nào, hát cái chủ đề đó. Chơi luôn. Rồi, chia làm hai đội, đội A bên đây, đội B bên đây. Đội A. Đội A. Con tươi con lắm đâu. Dạ. Ra đây cổ vũ cho chị. Thằng nào ở đây quýnh lộn đâu. Mẹ. Cái gì? Người phụ nữ đàn ông duy nhất trong đây nha. Mày bớt cái tính mày lại đi, ông nào ông vô trong. Con, dẹp cái cưa vô. Dẹp cái cưa vô. Mốt cưa bậy cưa bạ cưa tao làm đôi bây giờ. Trời ơi. Vô chơi cho chơi nè. Cho chị được rồi. Chơi luôn. Chơi. Chủ đề dân ca ba miền xin được phép bắt đầu. Dân ca ba miền à. Lên em ơi. Yo. Mời mọi người tới đàn lô tô chị Hai Phượng nha. Số gì đây? Số gì đây? Con số gì đây? Số gì đây? Một thướng tóc tỏa ngang vai. Liên tục. Trời ơi. Bà điên hả? Khúc này con lụm nó hát bà ơi. Quên. Dân ca ba miền mà tới miền cực lạc luôn rồi. Em xin lỗi chị. Bài này của con. Nè, mày hát giùm tao quên. Mọi người vô vị trí. Vô vị trí. Hai ba. Một thướng tóc xòa ngang vai. Hãy thương mà đi đừng. Gái ba Phượng hát có khác không? Ngộ tang tình tang. Tình tang tình. Nhỏ này lụm Cà Mau mà hát trong quán hay dễ sợ. Tình tang. Một miền.
bèo giạt mây trôi trốn xa xôi anh ơi em vẫn chưa thấy có sự sắp đặt đâu đấy ta thấy đâu miền Bắc còn một miền nữa tới em ơi mà ngỡ con tàu vô sóng ngoài xa nỉ non sao tiếng nhạc kêu chiều thì cứ tôn nam phiêu và theo thủy triều đã trải qua bao mùa giông tố qua bao nhiêu đổi thay mãi dẫn cho đời bài tình ca con số 23 trời ơi 23 số gì đây từ Bắc vô Nam nối liền năm tay ta đi từ quán du những bước núi đồi vượt thác treo leo tại ta trước leo từ quê nghèo đến phố lớn đập tài nối liền biển xanh sông gấm đôi còn một dòng chữ cắm con số tám cho con hỏi là bài này phải là dân ca ư? Ủa con, bài này phổ biến không con? Dạ có. Dân ta ca nhiều không? Dạ có. Dân ca. Trời ơi. Nè. Không có đủ ba miền. Ta hát từ Bắc vô Nam mà lắm đủ ba miền là sao? Miền Trung. Từ Bắc vô Nam là không lẽ đi qua miền Trung? Có. Qua chủ đề thứ hai. Chủ đề nhạc trẻ. Này ba chết rồi. Thủy, lên em. Có em. Số gì đây? Cho em tình yêu, cho em hồn nhiên, cho em cười. Là tôi xin tên. Cho em giận ánh, cho em buồn vui, cho em khóc. Là tôi xin tên. Cho em tuổi xanh, cho em mộng mơ, em mua sầu. Là tôi xin tên. Em yêu trẻ mới, em yêu thật thơ, em ca hát. Là tôi xin tên. Hát giùm chị em, hát giùm chị. Em là hương, là hoa cho anh thẫn thờ. Em thướt tha, dịu dàng cho anh ngắm nhìn hồn anh say. Còn số 7 chủ đề thứ 3. Mày thích cái thằng ca sĩ gì lắm phải không? Cho mày chết. Sao tất cả mẹ ơi đều cùng với nhau cởi vừa như chưa bắt đầu hay quá vừa như ta vừa mới quen tình yêu cứ thế đông đầy trong em từng ngày vì quá yêu anh nên không thể làm gì cả chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành mọi khó khăn cũng chỉ là thứ thái vì trái tim ta vẫn luôn thuộc về nhau. Còn số tao là chơi luôn này má chết thiệt à. Chủ đề thứ ba nhạc nước ngoài chơi luôn. Số gì đây? Ngưng nhạc. Ai ta sẽ tinh sẽ tông thì từng cái tay cái to ta sẽ tinh từng cái tay cái to. Ai đợi?
tell me all about his name. That's difficult to say. You were giving me the days I was born. Want to know about the story of the empire that I formed. My eyes say more of me, what you dare to say. One day I touch your side. One day I finally know my soul. One day I come to you to say hello, Vietnam. To say xin chào, Vietnam. Tưởng tao không biết hả? Nãy giờ lôi cái nhật ký của mẹ đó kể chứ gì. Từ Bắc vô Nam nè, rồi tuổi teen nè, đó bây giờ lớn ước bên nước ngoài chứ gì. Thầu ơi, thôi đi mày đặt thi thố được. Ý muốn là cho tao thuyết phục tao cho diễn mấy cái mới mới là chứ gì. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi được, tối nay diễn y như cũ. Ê, lộn, ý nói là diễn giống cái sáng mình tập đó. Con luôn má. Thôi đi vô chuẩn bị đi. Đi vô thay bộ đồ đấy con nha nha. Trời ơi, còn có ngày hôm nay nó ở đây à, thôi chiều nó đi. Anh mà. Cái gì? Đứa nào? Đứa nào mới kêu tên cúng cơm của tao ra? Đứa nào? Bà Phượng. Ồ, chào cô. Cô cũng tới đúng giờ quá nhỉ. Hình như là sớm hơn 3-4 tiếng thì phải. Sao? Anh Mạnh à. Xin lỗi, tôi không phải tên Mạnh. Bộ cái tên ba má anh đặt cho anh không hay hay sao? Mà anh lại đổi cái tên khác. Nghe quen quen vậy bay. Nửa đời hưng phấn. Thế à? Gì vậy mẹ? Lộn bà ơi, vô tuồng cái tao vô tuồng liền luôn á. Bực mình ghê á. Anh Mạnh. Xin lỗi cô, tôi không còn tên Mạnh nữa. Giờ tôi yếu hơn chút xíu, tôi tên Phượng. Có dạ. Cái gì nói lại đi. Dạ anh Phượng. Thôi, chứ chị Phượng được không trời? Nhây quá à. Dạ chị Phượng. Bữa nay tôi tới đây, tôi nhờ chị giúp giùm tôi. Chắc đủ đó. Mỗi đứa 100 triệu. Trời ơi, 100 triệu. Bớt cái sự thèm thuồng trên mặt lại mấy đứa. Bớt lại. Trời ơi, đi Thái chơi sướng luôn á. Lớn. Lớn. Dạ. Con mới thay đồ xong. Trời con trời. Mới hai bộ đồ mới chia ra cho con xong hả? Nhìn bộ đồ mày thấy cháy nhà rồi. Dễ sợ. Trời. Lâm, qua đây gặp má ruột của con nè. Sửa soạn đồ, lát đi theo má nha. Chào cô. Lụm. Má xin lỗi con. Má biết là má có lỗi với con nhiều lắm. Má hứa là má sẽ dành hết phần đời còn lại của má để bù đắp lại cho con. Lụm ơi, con có biết má đi tìm con cực khổ như thế nào không Lụm? Bao nhiêu năm qua má tìm con, má tìm hoài mà không thấy. Rồi người ta tự tìm tới má. Người ta giao má cho con. Cái gì vậy mẹ? Cái gì? Người ta giao con cho má. Lụm ơi, về với má đi con. Chứ con ở những cái chỗ này cực khổ vậy má chịu không nổi luôn. Cô ơi, chắc cô hiểu làm gì đó. Nhỏ vợ con sống sung sướng lắm, con cực khổ gì hết trơn á. Với lại cô thấy không, ở đây có 4 người nuôi con luôn, có 4 người bá luôn nè. Bá? À cô không hiểu đúng không, bá là ba với má gặp lại thành bá á. Với lại cô biết không, là con là đứa trẻ mà hạnh phúc nhất cái thế giới này luôn á. Tại vì con được đi hả, từ Nam chí Bắc luôn nè. Xong rồi mỗi lần đi là con được học mỗi trường khác nhau. Đó, mấy bá này thương con lắm, nuôi con nhỏ giờ. Ba Liên, ba thương con lắm đúng không? Cũng có chút chút. Mà thương thăm trương trăm triệu hơn con ơi. Con ơi, con đừng có ngạc nhiên hay bất ngờ gì hết á. 100 triệu đó đủ khiến cho bá đi qua Thái Lan chơi đám bạn bá vui vẻ hơn. Nhận má đi con. Ý của dì, hai ba nói hết rồi. Ba Phượng ơi. Con ơi, con ở trong cái đoàn này bao nhiêu năm con không biết thứ gì quan trọng nhất ở đây sao? Ở đây quan trọng nhất là tiền con à. Con đi theo má con có cuộc sống ổn định. Còn mấy bá ở đây có số tiền này để đổi đời. Con không thể hy sinh sao? Bộ bá cần số tiền này vậy hả? Tiền mà con, ai không cần. Nghèo lại còn cần tiền nhiều hơn nữa chứ.
Về với má đi con. Lâm! Bà điên hả? Bà ép tôi đóng kịch tới bao giờ nữa đây? 100 triệu đối với bà lớn như vậy hả? Bà bán con bà kìa, bà điên rồi bà Phương. 100 triệu đúng là lớn thiệt, nhưng mà tình cảm của con mình nó lớn hơn. Tôi không chịu được đâu. Tao nuôi nó mười mấy năm, tao chờ đợi cái ngày hôm nay có người lại đây cho tao một khoản tiền lớn chuộc nó về, cũng giống như là đóng hụi hay là trả tiền góp vậy thôi. Tụi bay đừng có giả tạo nữa. Bà điên. Tụi bay đừng có giả tạo nữa. Không, tụi bay không cần tiền à? Cái cuộc sống, cho tương lai của tụi bay tôi không cần, và tương lai của nó nữa. Dì ơi, con lầm gì? Tao ghét con nít lắm. Tiếng khóc của mày làm cho tao ám ảnh cả cuộc đời này. Mày nhìn vào mắt tao đi, vết thâm quầng theo thời gian là do ai? Là do mày. Đi. Chị Liên, mày đừng có nói gì với tao hết trơn á. Mỗi lần tao đi diễn được 5 ngàn, tao cho mày hết 4 ngàn rồi. Bây giờ tao có một cách để mà dằn trình dùm nơ. Mày đi liền giùm tao đi. Đi đi. Chị em đi. Mọi người em hết đi. Con đã nói mọi người bao nhiêu lần, mọi người chỉ có hát được thôi, không có biết diễn, diễn dở lắm, mọi người biết không? Mày nghĩ là tao đang diễn à? Bây giờ tao có tiền rồi, tao sẽ đốt chỗ này, tao sẽ phá cho tao xây được cái khác. Tao đốt chỗ này, mày đi chưa? Tao đốt chỗ này luôn. Bà Phương, tao phá chỗ này luôn. Bà đi con. Được, con đi, con lại gì? Vô sửa soạn đi mấy đứa, 9 giờ tối là diễn đó. Vô sửa soạn nhanh lên. Trời ơi, có cái gì đâu. Trời ơi, trời ơi, con đi. Tao hù thôi chứ tao có đốt đâu mà chết. Không, bọn giang hồ nó quay lại nó đốt hết giải phòng đằng sau rồi. Ba Phương ơi, trời 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 ơi. Bà điên hả? Bà điên hả? Còn cho bà Phương tiền bà nữa hả bà Phương? Bà điên hả Phương ơi? Phương ơi! Phương! Phương! Phương ơi! Bà đâu thì Phương? Phương ơi! Phương ơi! Phương! Bà Phương! Bà Phương! Nhanh lên! Đi ra đi! Phương ơi! Bà điên rồi. Con Thi Nguyên à. Mà hình của con lầm nè. Cái này hồi nhỏ mày mua cho nó nè. Cái bông cài đầu nè. Khi con lên 8 lên 10, ca dân ca không hay nên ba tập con mua. Đôi chân con lắng trung đung, đôi tay con quanh lung tung. Cá lô tô lại khó hơn nhiều. Bao năm qua trồng ra ba vẫn luôn cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều. Ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng. Nằm giữa khoảng trời mênh mông như ngày xưa lúc ba còn thơ bé. Đôi khi là trưa hè đầy gió, đôi khi là vui buồn đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn vì ba cầm thanh hơi xưa. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hôm nay tôi gió tôi mời, nhưng
những sao trong tim ba vẫn luôn lạc quan. Tao giả bộ đó, tao thử lòng mày đó. Ba hứa nha, ba hứa là ba không có đuổi con đi nữa nha. Không đuổi con đi nữa đâu, ba không đuổi con đi nữa đâu. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chờ che cho biết bao điều. Nhiều nấc thang của cảm xúc đã được Buffalo mang đến cho chúng ta trên sân khấu của Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội. Những nụ cười và những giọt nước mắt, đỉnh cao của hài kịch chính là bi kịch. Xin mời ý kiến đóng góp đến từ Tiếu Lâm, bà giám khảo. Nếu như Cười Xuyên Việt mùa 1 người ta nhắc đến Dương Lâm, mùa 2 là Quỳnh Lập, là Nam Thư, thì một trong những người xuất sắc của Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội này là cháu. Các cháu đã ứng dụng những bài hát Việt Nam vô trong cái tiểu phẩm của mình một cách cực kỳ hay. Chưa bao giờ mà tôi được xem nhạc kịch mà tôi thú vị và tôi đã như thế này. Và nếu như ở Việt Nam mà nếu có đoàn lô tô kiểu này thì các bạn ơi, các bạn sẽ đắt dài dài từ Bắc chí Nam. Tôi có xem phim tài liệu Chuyến Đi Cuối Cùng của chị Phụng. Tôi rất là thú vị khi các bạn đã khắc họa một chuyến đi của chị Phụng ở một cái phiên bản khác. Ở các bạn, cái màu sắc của lô tô đây nó lại sang trọng. Sang trọng mà không có khoảng cách. Nói như Thanh Thủy là mỗi lần xem một tiết mục của các bạn là chúng tôi phải dằn lòng. Chúng tôi phải bỏ hết những tình cảm cá nhân để hết sức khách quan đối với các bạn. Nhưng mà ở đây thì chỉ có thổi này là tôi yêu các bạn quá các bạn ơi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thú Kim Xuân rất nhiều ạ. Tôi rất ái mộ các bạn. Các bạn vừa hát, vừa diễn, vừa nhảy. Trong cùng một tiết mục của các bạn rất là mệt và công sức để luyện tập thì nhiều hơn mọi người. Có cái này là nó hơi rối loạn đội hình một tí so với Buffalo. Tại vì Buffalo là lúc nào đội hình mise-en-scène rất đẹp trên sân khấu. Tuy nhiên, Buffalo vẫn là một nhóm tôi đánh giá cao. Chúc mừng các bạn. Rất là đau buồn bởi vì tôi cảm thấy tôi sắp mất ngôi. Bởi vì trước giờ tôi được mệnh danh là lô tô là bao trùm, mà bây giờ tôi thấy tôi mất ngôi rồi, tôi buồn lắm. Thôi lô tô của chị ồn lắm chị ơi. Không, cái lô tô đó là đòi nợ. Đòi nợ, bởi vì nó sổ sàng lắm, bữa nay ta nói ta sang. Sang, à chị là sổ sàng hả? Dạ sổ sàng. Rồi bây giờ chị kiềm chế bản thân. Kiềm chế lại đi chị. Không, làm gì phải kiềm. Dạ sao vậy? Miễn sao có phê với khán giả thôi chứ. Cái lô tô nó có một cái màu sắc khác nhau. Đó, nếu các bạn này mà lô tô giống như Thư là các bạn là không phải là các bạn mà là Thư. Nhưng mà nếu là Thư mà sang trọng vậy thì không phải cái riêng của Thư nữa. Cho nên mỗi cái có cái hay riêng. Cảm ơn thầy Minh Nhi rất nhiều à. Mỗi cái có hay riêng. Phân tích rất là sâu sắc. Về cái cảm xúc mà vui, nhộn, tưng bừng, quậy là mọi người đã chạm được tới khán giả. Nhưng mà cảm xúc về mà bi á thì thật sự chưa chạm được. Và em cũng có một cái lời khen cho nhóm là nhóm chọn đúng sở trường của mình là lô tô. Và lô tô là có ca hát nhảy múa, đúng sở trường của Buffalo của mình là nhạc kịch. Nó quá hợp, nó quá ăn gu với nhau đi. Và đó là một cái sự lựa chọn rất là chính xác cho cái vòng cảm xúc này. Hiếu nhìn thấy các bạn là những người cực kỳ cố gắng, cực kỳ đoàn kết. Và Hiếu tin chắc các bạn là những đối thủ nặng ký của những cái đội còn lại. Họ phải dè chừng các bạn. Muốn chia sẻ về cái cảm xúc mà khúc cuối thật sự lần đầu mà di diễn với các bạn. Về cảm xúc đoạn cuối là khóc mà hát không được.
khóc nấc lên rồi mình kìm không được để mình hát. Tại vì mình là một diễn viên nhạc kịch, mình phải tâm niệm làm sao mình phải hát được, là mình phải nén nó lại để mình hát. Và lúc mà mình hát, có nghĩa những lúc mà mình hát không nổi nữa thì các bạn khác phải tiếp vô. Không phải là mình biện minh, nhưng mà mình muốn chia sẻ về cái khó của những cái nghệ sĩ biểu diễn, vừa phải hát vừa phải cảm xúc. Thật sự rất cảm ơn những lời động viên và những lời góp ý rất là chân thành từ ban giám khảo cũng như ban bình luận đây, để nhóm có thể ngày càng tốt hơn từ cái dung đắp về cái kỹ thuật biểu diễn cho mình. Xin cảm ơn nhóm Buffalo. Rõ ràng qua Buffalo, những sự trình diễn của họ, chúng ta cũng có thể hiểu được sự đấu tranh tư tưởng và thích nghi với tất cả những hoàn cảnh trên sân khấu của Buffalo nói riêng và tất cả các nhóm thi nói chung của Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội. Xin mời tất cả mọi người tiếp tục ủng hộ với Buffalo.